Không nói được hả? Mày đâu? Dạ. Đánh nó. Tới chừng nào nó chịu khai ra thì thôi. Đây. Dạ. Bao nhiêu roi như vậy mà không chịu khai? Mày đúng là gan lì lắm. Mày tưởng mày làm như vậy là có thể bảo vệ được thằng nhân tình của mày sao? Không cần mày khai, tao cũng biết cái thằng đó là ai rồi. Hai, cô biết sao? Dạ thưa má, gần đây á, nó với lại thằng Lũ thường hay lén lút với nhau. Mà sáng nay á, chính thằng Lũ đưa nó đi bắt mạch. Không phải thằng Lũ thì còn ai vô đây nữa hả má? Dạ. Mợ Hai ơi, không phải. Trời ơi mợ Hai. Mợ Hai. Cô lại mợ Hai, mợ Hai đừng có nói vậy. Tội nghiệp con, qua cho con mợ Hai. Qua cho con bà chủ ơi, con không có. Thưa bà, thưa mợ, không phải anh Lũ đâu. Không phải đâu bà, không phải đâu mợ. Dạ, cô thưa bà chủ, cô thưa mợ, chắc chắn là phải anh Lũ đâu. Mày im miệng đi. Nếu không phải thằng Lũ làm mày có bầu thì ai vô đây? Nếu như mày muốn nó khỏi tội thì mày lập tức khai ra đi. Là thằng nào làm mày có bầu hả? Dạ, con. Dạ. Dạ. Dạ, dạ con không nói được. Nhưng mà con thề là không phải anh Lũ. Bà ơi, bà Hai ơi, xin đừng đổ oan cho ảnh mà.